lại thì quả gì không đặt cơ thể và giáo hội đã đánh dấu 30 năm này. Như vừa tôi đi học tôi vừa nói cái buổi học vận động kéo dài suốt 30 năm qua sẽ để cho giáo và chính quyền khi từng tài nhiều và không gian khổ. Bây giờ chúng tôi một tình tâm mấy của các tổ chức nhân quyền thế lễ kỷ niệm 30 năm Phật giáo Việt Nam thống nhất hoạt động